Là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất khu vực, Malaysia đang tăng tốc các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội để kiểm soát đại dịch COVID-19 trong nước. Đến tối 10 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức Malaysia ghi nhận nước này 24 giờ qua tăng hơn 100 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên gần 4.400 người. Số người tử vong hiện dừng ở 70 trường hợp. Malaysia tiếp tục là quốc gia có số người nhiễm cao nhất khu vực Đông Nam Á, tình hình này buộc nhà chức trách phải có đối sách. Thủ tướng Malaysia, Muhyiddin Yassin, hôm 10 tháng 4 tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 28 tháng 4 thay cho thời hạn 14 tháng 4 trước đó. Đây là động thái nhằm tạo thuận lợi cho nhân viên y tế trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19 theo đài CNA. Quyết định này theo sát quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO khuyến cáo các quốc gia không vội vàng dỡ bỏ các biện pháp chống dịch. Đề phòng trường hợp COVID-19 tấn công trở lại, chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với tình thế này trong một vài tháng. MCO có thể sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi Malaysia hoàn toàn vượt qua đại dịch. Thủ tướng Malaysia nói, Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh phong tỏa toàn quốc đã giúp Malaysia giảm sự lây lan của đại dịch và giảm số ca mắc COVID-19 mới ở mức 7%, dù vẫn trong nhóm cao nhất khu vực. Tỷ lệ tử vong của Malaysia hiện ở mức 1,6%, thấp hơn mức trung bình 3,4% về chấp HO ước tính. Thủ tướng Malaysia cho hay một số lĩnh vực được lựa chọn sẽ trở lại hoạt động theo từng giai đoạn nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch, đảm bảo sức khỏe và an toàn nơi công sở. Dù vậy, thủ tướng nhấn mạnh điều này không có nghĩa là nới lỏng phong tỏa và bất kỳ công ty hoặc nhà máy nào phát hiện vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Danh sách các lĩnh vực được lựa chọn sẽ sớm công bố sau khi chính phủ có sự cân nhắc kỹ lưỡng với các biện pháp quyết liệt vừa để ngăn chặn dịch lan tràn, vừa nhằm khắc phục hậu quả do dịch gây ra, hy vọng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, cũng nhan nhóm ở Malaysia. Tuy nhiên, kẻ thù chính hiện nay không phải là virus Covid-19, mà là sự vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết và không có lòng tin khiến virus lây lan rộng. Theo tờ Free Malaysia Today, từ lúc lệnh phong tỏa toàn quốc được ban hành từ tháng 3, nhà chức trách đã bắt giữ hơn 1.300 người vì vi phạm lệnh phong tỏa. Do đó, để hỗ trợ nỗ lực chống dịch, người dân được kêu gọi thể hiện trách nhiệm công dân. Trước hết là thực hiện nghiêm những quy định, khuyến cáo và tránh mua sắm tích trữ để đảm bảo an ninh lương thực, không tạo đám đông để dịch có điều kiện lây lan. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.